con gái mà lúc nào cũng muốn được nhỏ bé trong vòng tay của người mình yêu. Được không em trai? Ok ạ. Chăm sóc như một người cha chăm sóc cho con. Đấy không được, không được. Vợ chồng chứ làm sao mà cha con được. Không, tức là cần yêu thương mà. Đây là tờ 50.000 em đặt băng. Cái này là em muốn 50 tờ tượng trưng cho em gắn liền với bạn ấy 50 năm. Trời, hợp lý nha. Anh không phải hỏi nhiều nữa, tại vì anh thấy em quá hợp lý rồi. Anh không muốn hỏi gì thêm nữa. Vậy mà kêu nhát gái. Trời ơi, ăn nói vậy mà kêu nhát gái. Mời nhà trai. Hú hé quá, mình đây tò mò quá. Cầm đây ơi. Mình giới thiệu đi nhà gái. Con chào chú Quyền Linh. Em chào chị Ngọc Lan. Em chào bạn nam bên kia ạ. Em tên là Diễm, tên đầy đủ là Nguyễn Thị Ngọc Diễm. Năm nay em 25 tuổi. Em quê ở Tây Ninh. Hiện tại thì em đang sống và làm việc ở Tây Ninh luôn. Công việc hiện tại của em là quản lý siêu thị Bách Hóa Xanh đó chị. Bây giờ mời nhà trai giới thiệu cho nhà gái nghe nè. Xin chào anh Cạch Quyền Linh và chị Ngọc Lan và chị chào bạn nữ bên kia. Em xin giới thiệu là em tên là Kim, Bùi Hoàng Kim. Năm nay là 33 tuổi. Hiện tại là em đang kinh doanh tự do bên ngành mắt kính. Quê quán thì em ở Thái Bình, còn em sinh sống và làm việc tại Hậu Giang. Mua bán mắt kính hả? Không, em kinh doanh ngành mắt kính. Ngành mắt kính tức là mình mở cửa hàng riêng hay sao? Tiệm mắt kính. Bên kia là quản lý nhân viên ở siêu thị, bên là chủ cửa hàng mắt kính. Hai người hợp tác nhau được đó. Em gái ơi, nó hơn khá tuổi chút xíu, em thấy được không em gái? Dạ, thưa chú thì con không có quan trọng tuổi tác chú ơi. Mình nói chút xíu về ưu điểm khuyết điểm của nhà gái nghe coi nè. Ưu điểm của con thì đầu tiên là dễ ăn dễ ngủ á chú. Luôn có trách nhiệm với những cái công việc mà mình làm hoặc là mình phụ trách. Rồi ưu điểm cuối cùng là do con làm trong siêu thị á, thành ra mấy cái việc như là lựa rau nè, làm cá nè, mấy cái đó con làm được hết. Tháo vát quá trời. Nhà trai, ưu điểm khuyết điểm của mình là gì? Ưu điểm của em là hiền lành, dễ nói, gặp ai cũng nói chuyện được. Nhưng mà Thái Bình sao mà vô tới Hậu Giang lận? Dòng đời xô đẩy. Cái này xô hơi mạnh nha. Ở dưới thì em ở với ai? Hiện tại em ở một mình, vào đây một mình luôn. Mà sao không vào thành phố Hồ Chí Minh đi xuống thẳng Hậu Giang luôn? Em vào rất nhiều tỉnh rồi. Có nhà riêng ở dưới hay mình thuê? Cái đấy là em đi thuê tiệm, mở tiệm ở tại tiệm luôn. Lúc này mắt kính làm ăn khá không? Nói chung là mắt kính vẫn thua nhiều ngành nghề khác anh ạ. Không có thua đâu, lúc này người ta đến tiền anh. Nhiều quá người ta bị mờ đó. Nghe tới nhiều người ta chắc làm ăn cũng khá ha. Không, mấy cái ngành nghề khác thì làm ăn tốt hơn, ổn hơn. Em chỉ mức đủ sống. Bây giờ lấy vợ, chuẩn bị gì lấy vợ chưa? Em thì chuẩn bị từ ba mấy năm rồi, chứ không phải đến bây giờ. À đó. Nhà trai tôi lý lịch trích ngang là vậy đó, nhà gái thấy sao? Nói chung thì có chí thì nên thôi. Bây giờ mình hỏi về tình trường đi. Em gái có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em có 3 mối tình rồi chị, dài nhất là 1 năm. Sao chia tay? 3 mối tình em chia tay đều là yêu xa á chị. Rồi bây giờ người Tây Ninh còn người Hậu Giang. Thật ra trái ngược nhau luôn á. Thật ra thì em mới từ Hậu Giang về Tây Ninh sống luôn á chị. Em mới từ Hậu Giang về Tây Ninh sống luôn á chị. Trời ơi. Em về Tây Ninh hồi đầu tháng 6. Em ở dưới Hậu Giang 3 năm. Sao tréo ngoan quá vậy? Mấy bạn giống như chơi rượt bắt nhau vậy đó. Dạ chào chàng trai. Chào chị ạ. Bên kia người ta yêu xa nên người ta chia tay đó. Mình tính làm sao, mình có dọn qua Tây Ninh không? Tại vì tiệm em nằm một chỗ để dọn cũng hay mình kéo khó. Người ta về. Chắc là kéo người ta về. Tại ngày xưa người ta cũng ở Hậu Giang mà. Vâng. Bao nhiêu mối tình rồi? Mối tình chính thức thì 4 mối tình. Toàn cấp 2, cấp 3. Chia tay do tính em nhút nhát quá. Nhút nhát quá. Còn mối tình thứ 3 thì mới cách đây tầm 6 năm. Tại vì cô đấy cũng quen mình nhưng không biết là mình là người thứ 3 lúc nào. Đoạn trường còn quá. Người thứ tư thì do cô ấy kém với chênh lệch tuổi quá nhiều, ngày nào cũng cãi nhau, ngày nào cũng chia tay, nói chung là mình đây không kém nhau. Kém tới 8 tuổi rồi nữa. Không, kia kém đến 14-15 tuổi rồi. Ô là con rất là trẻ luôn, 25 tuổi hả, là sinh năm mấy ta? Dạ con sinh năm 97 á chú. 97 hả? Dạ. Ba mối tình chắc có kinh nghiệm yêu đương nhiều lắm nè ha. Hay gì chứ, đâu có kinh nghiệm gì đâu chú. Bây giờ mình muốn tìm một nửa mảnh ghép của mình như thế nào? Ngoại hình thì con thích bạn nam cao hơn con. Cao hơn? Cao. Tại vì con có 1m52 à. Bạn kia 1m53. Bạn kia 1m53.
Dạ. Nói là cao hơn cũng khóc quá. Dạ, rồi con cũng thích bạn nam hơi mập mập một chút. Ừ, nó cũng hơi mập chút à. Gần mập thôi. Ừ. Dạ. Mập cỡ chú được không con? Dạ, được, cũng được cái chú. Hôm nay lên 8-9kg nữa. Hôm nay lên 8-9kg nữa. Gì nữa? Bạn nam thì không cần trắng đâu, cũng không cần đẹp trai lắm. Nó cũng không trắng mấy, yên tâm, yên tâm. Con thích bạn nam về tính cách thì con thích bạn nam vui vẻ, dễ gần. Bạn này có đó. Bạn nam không hút thuốc, nhưng mà đi nhậu thì được chú. Sao, có hút thuốc không? Không. Chưa từng hút thuốc. Có nhậu không? Cái đấy thì người ta mời thì công việc thì... Đó, được. Gì khó hơn đi? Không có tính gia trưởng á chú. Mình nó hiền mà. Có mẫu hình lý tưởng nào không? Con muốn giống ba con. Ba con luôn dành những điều tốt nhất cho con. Coi như là bạn trai con phải chăm sóc con như là ba con chăm sóc con vậy đúng không? Rồi, bài khá nó vậy đi. Con gái mà, lúc nào cũng muốn được nhỏ bé trong vòng tay của người mình yêu. Được không em trai? Ok ạ. Ok. Chăm sóc như một người cha chăm sóc cho con. Cái đấy không được, không được. Vợ chồng chứ làm sao mà cha con được. Không, tức là tình yêu thương mà. Yêu thương trọn đời luôn á. Là không bao giờ gọi là... Không bao giờ làm tổn thương. Làm tổn thương hơn con gái của mình. Em chưa bao giờ làm tổn thương con gái. Những người người ta toàn tự chia tay, em chưa làm tổn thương người nào hết. Rồi. Mẫu hình lý tưởng của em là gì? Mẫu hình lý tưởng của em là chị. Mẫu hình lý tưởng của em là chị. Mẫu hình lý tưởng của em là chị. Hả? Nói lên nói chị cho vui thôi, chứ còn thực sự thì em mẫu hình lý tưởng thì không cần thiết nhiều. Chỉ người cô gái nào hiền lành, dễ tính, lo cho gia đình là được. Bên đây á, thật ra nè, gương mặt cũng rất là xinh nha. Cười tươi như chị Ngọc Lan luôn á. Vậy cái điều gì mà em không thích ở phụ nữ? Nói nhiều quá, nói nhiều là em đau đầu. Phụ nữ nào cũng hay có nói là tại mình không làm đó, rồi mình ta nói thôi chứ gì. Chị nghĩ là em nên tập làm quen với những cái âm thanh sống động như vậy ở trong gia đình. Tại vì cái cô tình trước nói em chịu không nổi. Nó mà chịu không nổi. Thật ra đó em phải quan điểm này nè. Giọng nói của người phụ nữ trong gia đình là âm thanh vàng đối với tất cả những người đàn ông. Phải quan điểm vậy thì... Đó là kim chỉ nam trong cuộc sống mà em. Mà người ta nói toàn đến 3-4 giờ sáng thì em còn kinh doanh, không ngủ thể ngủ được. Còn phải suy nghĩ, không thể nào ngủ được. Vậy là em mệt rồi. Bây giờ em về em có chiên nghiệm câu quanh nè nha. Gần như tiếng càm ràm nó trở thành một sự yêu thương trong mỗi gia đình chúng ta rồi. Thôi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Đúng rồi, em trai đi với ai? Em đi với cháu, cháu em. Cháu gì mà bự dữ vậy? Cháu chào chú Quỳnh Linh và em chào chị Ngọc Lan. Thì cháu tên là Giang, cháu là cháu của chú Kim. Thì hôm nay đến đây để cổ vũ tinh thần cho chú Kim. Để chú sẽ tìm được một người vợ. Nói chung là khi mà nghe câu đầu tiên á, nói là cho phép cháu gọi là cô luôn nha. Tại vì cháu đồng ý luôn rồi. Thì cái câu đầu tiên mà nhà gái nói là làm ở Bách Hóa Xanh á, thì cháu thấy ok rồi đó. Tại vì cháu cũng làm trong tập đoàn MWG Thế Giới Động á. Bách Hóa Xanh là một phần của Thế Giới Động. Thì những cô gái mà làm bên Bách Hóa Xanh á, thì rất là chăm chỉ, chịu khó. Cái ngoại hình của cô bên này thì cũng rất là xinh gái nữa. Tính cách lại hiền hòa, hoạt ngôn nữa. Rồi vui vẻ thì có thể bù qua cho chú của cháu. Chú của cháu thì khá là nhút nhát, nên là hai người có thể bù trừ cho nhau. Đó. Chú Kim ơi, cháu có một lần nhắn gửi, nhớ giữ nha, bấm nút liền tay luôn cho chú ha. Hôm nay gia đình chú Kim đi đông không? Gồm có cháu và anh chị em bạn bè kế bên này với lại ở bên kia nữa. Cổ vũ nhiệt tình luôn ạ. Trời ơi, quá trời đông. Chú Kim có tật xấu gì không cháu? Chú Kim có tật xấu rất là, hồi nãy chú có nhắc là chú cực kỳ nhát gái luôn, cầm tay cũng không dám. Vậy mà chú năm mối tình nặng á. Cháu cũng không biết là năm mối tình nào nữa, không biết được bao lâu. Chú thì rất là dễ thương và chịu khó. Từ nhỏ là chú đã bươn trải một mình rồi, tự tay gây dựng lên sự nghiệp. Chú nói là đủ ăn thôi, nhưng mà cháu nghĩ là chú có thể lo cho gia đình rồi xây dựng cái tương lai vững chắc đấy. Bây giờ có thể gọi là chú Kim là ông chủ đó. À, yeah. Hay quá. Rồi, cảm ơn cháu rất nhiều. Nhà gái đi với ai cơ? Dạ, hôm nay em tới đây với em gái ruột của em, với lại là hai người bạn đại học á. Dạ, con chào chú Nguyễn Linh, chào chị Ngọc Lan, chào anh. Dạ, em là Thúy, là em của chị Diễm. Nãy giờ ngồi bên đây thì thấy anh bên đây rất là hiền, dễ thương. Anh ơi, chị em bề ngoài thì mạnh mẽ vậy thôi, chứ thật ra thì chị em rất là yếu đuối, không biết là anh có thể che chở cho chị em được không? Trả lời liền. Bao giờ cũng che chở được, mình làm trụ cột gia đình.
Rồi ví dụ như là chị em thì muốn định cư ở Tây Ninh luôn á, thì không biết là anh sẽ như thế nào ạ? Dù định cư đấy, tại vì cửa hàng anh một rời đi một tỉnh khác thì nó rất mất một thời gian. Ở đấy có điểm đẹp thì anh sẽ dự định về đấy. Em hy vọng là chị và anh thì có thể là tiến xa hơn. Cảm ơn em. Thật ra cái này là chuyện lập nghiệp á, nó cái chuyện dời đi ở đâu nó không quan trọng. Quan trọng là mình có yêu người đó hay không. Chỗ nào có nhiều tiền mình ở đó, chỗ nào phát triển kinh tế tốt mình ở đó thôi. Và chỗ nào có tình yêu là có sự thành công. Đúng rồi. Đơn giản vậy thôi. Rồi, mở rào. Chương trình anh chưa chuẩn bị nhiều nên tặng em món quà. Cảm ơn em. Bao nhiêu tờ? Đây là tờ 50.000, em đặt bao nhiêu cái tờ? Cái này là em muốn 50 tờ. Tượng trưng cho em gắn liền với bạn ấy 50 năm. Trời, hợp lý nha. Em cũng có món quà muốn tặng anh. Ở trong này là một cái móc khóa có hình con gấu. Anh mang theo nó. Dạ, coi như là kiếm với em. Cảm ơn em. Kiếm mở con gấu màu hồng ra cho mọi người xem. À, em cũng có một con nữa. Một con của em màu nâu. Cặp à? Dạ. Em hợp ý quá. Dạ. Các bạn cảm nhận về lần đầu tiên gặp mặt đi thế nào? À, em thấy gặp bạn gái là khá dễ thương. Đây là người lý tưởng của em. Em thì cũng rất là ấn tượng với anh. Tại vì nhìn anh thì trẻ hơn so với tuổi. Hồi nãy lúc mà nghe giới thiệu tuổi thì em cũng bên này cũng nghĩa lớn rồi, trưởng thành. Nhìn lại thì cũng còn trẻ lắm anh. Dạ. Cảm ơn em. Nói chung mấy người lớn tuổi người ta cũng trẻ hơn với tuổi nhiều lắm á con. Chú cũng vậy, chú cũng trẻ hơn tuổi nhiều. chú là lúc nào cũng trẻ mà chú. Ui, cảm ơn ngon. Mát lòng mát dạ, chú chủ yếu nói nhiêu đó để người ta nói lại thôi. Bây giờ mình nói chuyện hẹn hò đi. Anh cho em hỏi là anh ở ngay thành phố Ngã Bảy không? Anh ở thị trấn Kinh Cùng. Hồi trước em làm ở Bách Hóa Xanh, thị trấn Kinh Cùng á. Anh mua hàng hóa trong đấy rất nhiều. Dạ, không biết là anh có gặp em không ha? Cái đây anh chắc chưa, là gặp rồi chắc đó. Anh có câu hỏi nào hỏi em không? Thì gặp em anh thấy anh không phải hỏi nhiều nữa, tại vì anh thấy em quá hợp lý rồi, anh không muốn hỏi gì thêm nữa. Vậy mà kêu nhát gái. Trời ơi, ăn nói vậy mà kêu nhát gái. Bước tới chủ động nắm tay cô gái đó. Đó, tới lúc nhát rồi nè. Đó. Anh mời em đứng lên nè. Dạ. Anh mời em đứng lên nè. Nắm tay, nắm tay. Nắm hai tay luôn. Nhìn thẳng vô mắt cô ấy, coi coi cận mấy độ, coi coi mắt nó có chinh miếng nào không, có thay đổi gì không. Tâm bạn này ok rồi em. Nhìn thẳng vô mới biết chứ chưa. Dạ. Mắt đẹp không? Rồi, khá đẹp ạ. Coi kỹ chưa? Dạ, coi kỹ rồi ạ. Hát tặng cô ấy một bài đi. Dạ. Anh đến quê em một chiều nắng ngâm, khúc hát quê hương du dài theo sóng. Thái Bình ơi Thái Bình, ai đặt tên cho đất Thái Bình từ bao giờ mà trong nắng trong mưa lúa vẫn lên xanh tốt. Thái Bình ơi sao mà yêu đến thế. Một em gái rất là hiền hậu, một chàng trai rất là bản lĩnh, một người ở Hậu Giang, một người ở Tây Ninh, nó khá xa, nhưng khi yêu nhau chắc chắn nó sẽ gần. Sau 3 tiếng đếm chúng ta suy nghĩ và bấm cái nút đó là xong. Bấm hết rồi. Cô gái bên đây cũng bấm luôn rồi, chưa kịp đếm. Vậy thì hai người nắm tay nhau luôn đi. Chúc mừng các bạn. Nào hãy đan tay vào với nhau. Đó, thấy chưa? Được không? Được.
ba mẹ em gái đang theo dõi câu chuyện này. Mình xin chào hai bác, mình cảm ơn hai bác gì đó. Em xin chào hai em bác, cho hai những tụi con quen nhau. Con hứa sẽ chăm sóc các bạn thay cho cha của bạn ấy suốt cuộc đời này. Chúc hai đứa hạnh phúc nha. Đây là những phần quà dành cho hai bạn. Con gấu màu hồng và con gấu màu nâu. Để nó quấn quýt nhau suốt cuộc đời nha. Nào. Cảm ơn hai bạn. Em cảm ơn chương trình. Xin chúc mừng, như vậy là cặp đôi đầu tiên họ đã bấm nút hẹn hò. Còn bây giờ chúng ta đến với cặp đôi thứ hai. Xin mời. Nói chung là cũng định là kết hôn luôn rồi, nhưng mà do là bên gia đình em thì không có thích, không chịu bạn đó. Nên xa gần thì không quan trọng, chủ yếu là có lý do là được. Lý do là được ha. Quan tâm nhau xíu, lại là chân thành, tôn trọng nhau là được. Anh được không? Được, anh nghĩ như vấn đề đó là... Em tên là Mai Xuân Vương, em năm nay 27 tuổi. Em sinh ra và lớn lên ở huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Em hiện đang sống và làm việc tại huyện Bình Đại của tỉnh Bến Tre. Nghề nghiệp của em là em đang kinh doanh một phòng game. Rồi, bên đây chúng ta giới thiệu về bản thân nào. Dạ, em chào chị Hồng Vân, dạ, chào anh Quyền Linh và chào bạn trai bên kia. Em tên là Nguyễn Hoàng Thiên Trang, năm nay là em 27 tuổi. Em thì quê em là ở Đồng Tháp, nhưng mà hiện tại thì em đang làm việc và sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em làm bên kinh doanh bất động sản. Vậy là em làm ở quận mấy ạ? Dạ hiện tại em đang làm việc ở quận Bình Thạnh ạ. Ai là yêu xa rồi. Dạ không, đi chút xíu tới à, Bến Tre cũng gần mà. Ba tiếng rưỡi. Chị nói hạ hồi phân giải đi ha. Bây giờ mình nói về cái điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của em thì em rất là vui vẻ, lúc nào mình cũng nghĩ mọi chuyện nó theo cái hướng tích cực nhất. Còn điểm yếu của em thì nhiều lắm, nhưng mà nhất là lười, hay quên, với lại là nóng tính. Nóng cỡ nào? Dạ thì kiểu như là ai mà làm gì mà kiểu em thấy hơi khó chịu hay là em bị chèn ép là em bung luôn, giống như là khi đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai. Khi đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai. Rồi còn em trai. Em thì điểm mạnh của em thì em biết nhường nhịn. Thì nếu như bạn gái bên kia mà nóng thì chắc chắn là em sẽ không nói gì. Nhưng mà khi nào bạn hết nóng thì có thể mình sẽ nói chuyện sau. Em thì có cái tính là hay cho người ta mượn tiền. Thì em không bao giờ đòi. Để chút trước khi về gặp anh nhanh mượn mới nha. Trời ơi, Linh ơi, tôi đang tính nói á, phát cái số này ra xong là em nhận được 1000 cuộc mượn tiền đó em ơi. Bây giờ thì đàn gái cho đàn trai biết một chút về đường tình duyên đi. Em thì trước giờ là em có 3 mối tình chính thức, nhưng mà cái mối tình cuối cùng của em là nó cách đây khoảng cũng hơn 2 năm rồi á. Quen được mấy năm? Dạ quen được 3 năm. Nhưng mà tại vì là nói chung là cũng định là kết hôn luôn rồi, nhưng mà do là bên gia đình em thì không có thích, không chịu bạn đó nên là phản đối. Còn em trai, em trải qua mấy mối tình rồi? Em thì 2 mối tình, mối tình thời sinh viên thôi. Thôi bỏ qua mối tình sinh viên, mối tình mới đây nè, mối tình lúc nào? Mới thì cũng lâu lắm rồi anh, nó cũng khoảng 5 năm rồi. Yêu nhau mấy năm? Yêu cũng được 1 năm thôi. Chào cưng. Dạ. Trời ơi, cao to lực lưỡng vậy mà ở không lâu vậy luôn á hả cưng? Con gái Bến Tre rất đẹp, lý do gì mà em ở không? Em không hiểu tại sao nhưng mà em ở đó 3 năm nhưng mà chưa tán được cô nào. Rồi bây giờ em mơ ước là cái người phụ nữ của em phải như thế nào nè? Nói chung là nhìn dễ thương một chút là được thôi. Dáng thì em không quan trọng lắm. Nói chung là lùn hay cao, em cao sẵn thì họ cao thì nó cũng xứng, nhưng mà lùn cũng được không sao. Bây giờ nè bạn nam, em thích cái hình mẫu lý tưởng nào nè? Em thì em hâm mộ chị Mỹ Tâm. Thì hình mẫu lý tưởng của em chắc là cũng giống chị Mỹ Tâm. Rồi để qua coi có giống Mỹ Tâm không? Cho tôi coi chút ra bà mối. Dạ em chào anh. Chào em, dễ thương hả? Nhưng mà anh ở Bình Đại xa quá, em có cảm giác là yêu xa vậy, có lo lắng gì không? Dạ thì cũng tùy theo cái niềm tin bạn đó trao cho em thôi. Dạ, với lại là xa gần thì không quan trọng, chủ yếu là có lý do là được. Lý do là được ha. Em không thích điều gì ở đàn ông? Em thì em không thích ít tóc. Ít tóc. Với lại là đừng có hút thuốc nhiều quá là được. Kiểu hút thuốc ít ít cũng được, xã giao cũng được mà đừng hút nhiều quá. Không? Em thì không hút thuốc. Rồi em có cái hình mẫu lý tưởng nào giống như bạn bên kia không thích Mỹ Tâm mà em thích giống ai nè? Dạ em thì cũng đơn giản thôi chị.
tại vì em cũng hơi khá là cao á, em tới 1m63. Dạ, thì em muốn cái bạn nam của em phải cao 1m74 trở lên. Ôi em yên tâm, cái đó là chị bao luôn. Bao dạ. Luôn. Có cái hình mẫu nào mà giống nghệ sĩ nào không? Em thích anh Tú, gương mặt nhìn thiện cảm này kia là được. Anh này cũng thiện cảm, thấy rất là được, vui. Nhớ cầu được ước thấy đó, cái cặp này bữa nay là tôi thấy là cầu được ước thấy. Em gái đi với ai? À, dạ em đi với anh, với chị của em cũng là cấp trên của em luôn. Rồi cho mình gặp đại diện đàn gái đi. Dạ em chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân ạ. Và chào tất cả các anh chị đang có mặt ở trường quay ngày hôm nay ạ. Dạ em xin giới thiệu, em là Phí Nhật Thành, là anh trai cũng như là cấp trên của bạn Thiên Trang. Em thấy sao bạn trai bên đây có hợp gì với em gái em không? Dạ nói chung là nhìn về cái bên ngoài thì rất là hòa hợp. Không, good. Dạ không, và tính cách thì nó có những cái nét mà em cảm nhận đó là có cái sự bù trừ cho nhau. Thì hai bạn nên như thế nào có thể là mở ra những cái cuộc nói chuyện không? Chúng ta sẽ thấu hiểu nhau nhiều hơn. Mọi mối quan hệ nó đều xuất phát từ những người xa lạ mà. Rồi, cảm ơn em. Anh ca đi với ai? Dạ em đi với anh rể và hai chị gái ạ. Dạ. Rồi, chào anh ca. Chào chị Hồng Vân và anh Quyền Linh và quý vị khán giả chẳng quay. Và chào gia đình bên đằng gái. Em là Đỗ Ngọc Hà, anh rể của Vương. Theo em thì em thì nó rất hiền, chịu khó làm ăn. Có cái thì trong lúc nào thì nó chưa đám đông thì hơi nhút nhát, có lại thôi. Còn theo em thì đánh giá về em gái bên này thì thấy em rất vui, vẻ hòa đồng, dễ thương. Nếu mà hai em cứ mở lòng ra cho nhau một cơ hội sau chương trình này, mong sao hai em đi xa hơn. Rồi, trời ơi, cảm ơn anh. Thôi, bây giờ chúng ta mở rào cho hai bên gặp mặt nào. Mở rào. Bắt đầu một mối quan hệ mới đó Vương. Dạ, em chào anh. Hôm nay là một quyển sách ngày mới. Mong dạ. Rằng ngày nào em cũng vui tươi và đẹp đẽ. Dạ. Và tràn đầy sinh. Này là kẹo dừa đặc sản của Bến Tre, đặc sản của Bến Tre. Dạ, rồi. Và một cái móc chìa khóa. Em thích uống cà phê. Dạ tại vì là em đã đọc qua cái quyển sách này rồi thì em thấy nó rất là ý nghĩa và cái nội dung, cái cách viết văn rất là dí dỏm, em thích nên là em cũng muốn chia sẻ với anh. Cảm ơn em. Em cảm nhận về anh như thế nào? Dạ em nhìn thấy anh rất là kiểu hiền, cũng thiện cảm, với lại là cũng rất là biết gu ăn mặc. Anh là có thường hay lên Sài Gòn chơi không? Cũng không thường lên lắm, tại vì ở đây nó cũng lâu lâu bạn bè rủ lên thôi. Nhưng mà nếu mà có một lý do nào đó thì anh sẽ lên thường xuyên hơn. Dạ, vậy theo anh nghĩ thì nếu như mà hai đứa mình tìm hiểu nhau á, thì anh sẽ định bao lâu thì sẽ lên Sài Gòn với em? Khoảng cứ một tuần thì lên cũng được. Anh định là anh sẽ lập nghiệp ở dưới luôn, hay là có định mai mốt mình mở thêm cái chi nhánh nào ở Sài Gòn không? Thì nếu mà mình có tiền thì chắc chắn anh sẽ mở chi nhánh. Được á, anh mở đi, có gì em quản lý cho. Có gì em quản lý cho. Em á thì em không biết, kiểu em thích ăn, sở thích của em là em thích ăn nhưng mà em không biết nấu ăn. Anh thì cũng biết nấu một chút, nói chung là có thể anh sẽ dạy em. Ok, vậy là phần này là gì qua nè, rồi hay quên nữa. Kiểu như là giờ nhiều khi em ngồi đây em nói chuyện với anh chứ lá hồi xuống hỏi anh tên gì em không nhớ. Thì anh nhắc lại. Rồi còn lười nữa, em kiểu như là do là em cũng sống một mình á, ở trên đây nè, em sống ở Sài Gòn một mình cũng gần 10 năm rồi. Thành ra là cũng không có làm cái gì nhiều á, nên là đôi khi lười lắm. Anh nghĩ em sống một mình độc thân thì những cái vấn đề đó em phải biết nhiều hơn chứ. Dạ kiểu như sống một mình không ai đốc thúc á, không ai quản lý, không ai bắt làm gì hết, nên là nhiều khi giặt quần áo em bỏ vô máy giặt, em giặt xong rồi em để 2-3 ngày sau mới phơi. Thì em cứ bấm đi anh phơi cho. Đúng rồi. Tại bạn bị cái ai quên á, giặt đồ xong rồi không nhớ là mình giặt đồ rồi. Nó có liên quan với nhau á chị. Ừ, bởi vậy. Em hỏi anh một câu cuối nữa thôi, là kiểu
anh yêu là anh sẽ như thế nào, hay là anh muốn cái người yêu của anh là sẽ như thế nào trong tình yêu? Trong tình yêu thì anh nghĩ là cho nhau một khoảng thời không gian riêng một chút thì có vẻ thích hợp hơn, không nên gò bó nhau quá. Dạ vâng, nghĩa là yêu nhau nhưng mà vẫn phải tôn trọng những cái không gian riêng của nhau đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ em thì em cũng như vậy, nhưng em thích kiểu quan tâm nhau xíu, và lại là chân thành tôn trọng nhau là được rồi. Anh được không? Được, anh nghĩ như vấn đề đó là dạ. Khoảng bao lâu tụi em có thể kết hôn ấy, khoảng bao lâu? Em nghĩ thì đối với em thì khoảng năm sau là được. Em thì sao? Em cũng vậy luôn. Rồi bây giờ bạn trai bước tới có thể là nắm tay cô gái và hát tặng một bài hát nào đó, rồi bên kia đối đáp lại để đúng mình rồi. Giao lưu cảm xúc chút xíu nào. Ta thích Mỹ Tâm đó, em hát cái bài nào của Mỹ Tâm coi. Đúng rồi. Nhà thì em cũng nghe, cũng học nhiều thuộc quen lắm, mà lên đây run quên hết lời. Thôi để em hát tặng anh với lại là mọi người một bài hát nha. Nắm tay, giữ lấy tay nhau, đừng có buông ra. Dạ không anh ơi, tại vì cái này là em hát là em có diễn luôn á, nên là dạ. Nói chung là cái tài năng của em là làm cho mọi người vui á anh chị. Dạ. Tốt mà. Em sẽ hát bài Búp Bê Con Trai nha. Na 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 na. Búp bê con trai. Một ngày khi vui em đùa em mong, phải chi là con trai thì hay biết bao nhiêu điều. Chẳng cần make up, chẳng cần vuốt tóc, và không còn ai gọi em tên là búp bê. Rồi một hôm kia, ôi thật choáng váng, là khi nhìn trong gương và trông thấy ai ô kìa. Một thằng con trai đang cười với em. Trời ơi búp bê đẹp xinh này còn đâu. Dạ thôi vậy được rồi. Hát bài của Thanh Thảo ha. Đúng là em có khả năng làm cho đám đông vui lên. Nào, em trai. Hỡi em yêu, anh chỉ muốn nói một điều. Mình lấy nhau đi, để đêm đường về cô liêu. Bên nhau sớm chiều, không bao giờ buông. Mình yêu như chưa từng yêu. Rồi, trở về ghế đi các bạn. Chúng ta đã trao đổi rất nhiều chuyện ha. Bây giờ đã đến lúc chúng ta quyết định bằng nút bấm xem nửa bánh ghép này có phải là nửa bánh ghép của cuộc đời mình hay không. Đây là người mình cần bấm nút hay không. Suy nghĩ thật kỹ và quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Chúc mừng hai bạn. Đó, chính thức hai bạn có thể nắm tay nhau được rồi. Sẵn rồi, xin hôn cái hôm đầu tiên luôn. Cho anh hôn em một cái được không? À, có nghĩa là em thích một cái người bạn gái vừa làm nghệ thuật vừa làm kinh doanh hả hay sao? Dạ vâng đúng rồi. Ồ vậy thì bên nhà gái tôi dư luôn rồi, người ta làm MC nè. Quên ăn, quên ngủ, quên tắm luôn á. Có giờ quên tắm đó... mấy ngày không? Maximum 2 ngày thôi. Hai ngày hôi ở... lắm rồi. Hai ngày ở khí hậu Việt Nam mình là thấy cũng mệt mệt đó. Bên muốn ở rể, bên muốn làm dâu đó. Mình có thể tính sau, có nghĩa là khi mà mình về chung là mình sẽ bàn bạc với nhau. Rồi sao em hồi hộp không? Dạ, lời đầu tiên thì em xin được chào chị Hồng Vân, anh Quyền Linh cũng như là bạn nam bên kia. Em xin được giới thiệu, em tên là Trần Thị Xuân Kiều, em sinh năm 96 và hiện tại công việc của em đang là một freelancer và làm MC ạ. Quê quán mình ở đâu? Dạ em ở Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk ạ. Em đang sinh sống thì tại quận 9. Mời em trai. Dạ em xin chào tất cả mọi người ạ. Em tên là Trần Vũ Long ạ. Em sinh năm 91 ạ. Em đang sinh sống và làm việc tại Biên Hòa Đồng Nai. Trước kia em có làm công nghệ thông tin ạ. Sau đó em có đi du học ở Hàn Quốc 1 năm. Bây giờ em đang làm quản lý của một cái spa sống ở Hàn Quốc ở Biên Hòa Đồng Nai. Đồng Nai với thành phố Hồ Chí Minh nó cũng xa gì mấy. Mà bạn này bạn làm tự do Linh ơi, bạn có thể xuống dưới đó bạn làm cũng được. Bây giờ đàn gái cho đàn trai biết một chút xíu về ưu điểm và khuyết điểm đi. Dạ em thấy mình là một cô gái cũng khá hoạt bát. Em có cái nhược điểm gì không? Cái nhược điểm thường thấy nhất của em là em kiểu
hay nóng tính, hoặc là khi mà em không vui thì em rất dễ quạo. Bữa nay là vui vẻ không quạo nha. Dạ đúng rồi, hôm nay là vui vẻ không quạo ạ. Rồi em trai, ưu điểm khuyết điểm gì? Ưu điểm của em là em biết công nghệ thông tin, em biết tiếng Anh, em cũng hay thích hát. Khuyết điểm em ngủ hơi nhảy. Cái đó đâu cũng phải khuyết điểm đúng không? Đúng rồi, phải khuyết điểm đâu. Dạ, hơi lụm thuộm. Dạ, nhà chào chị ạ. Bây giờ em nói cho chị Hồng Vân biết. Dạ. Là em có bao nhiêu mối tình rồi, để chú kiểm tra coi. Dạ, chính thức là có 2 mối tình ạ. Mối tình sinh viên là mối tình đầu tiên, cũng là mối tình dài nhất của em, 6 năm. Còn mối tình thứ hai cỡ khoảng 6 tháng. Sau 2 mối tình thì mình thấy mình còn thiếu sót gì trong tình yêu mà mình cần phải hoàn thiện hơn? Dạ, nói chung là em phải quan tâm bạn gái một xíu. Nhưng mà cái vấn đề em thiếu chăm sóc là do em bận công việc hay là vì cái bản tính em vô tâm? Em có một cái thật xấu là khi em tập trung em làm cái gì đó, em quên hết mọi thứ luôn ạ. Quên ăn, quên ngủ, quên tắm luôn á. Có giờ quên tắm đó... mấy ngày không? Cũng maximum 2 ngày thôi. 2 ngày nó cũng hôi lắm rồi. 2 ngày ở khí hậu Việt Nam mình là thấy cũng mệt mệt á. Dạ, nhưng nói chung là khi mà em làm xong công việc là em nhớ ra là em thấy hôi là em đi tắm. Dạ. Thì đó em cần phải có một người bạn gái dạ, đúng rồi, quan tâm, tí. Hiểu được cái điều đó để nhắc nhở cho em. Đúng rồi. Sao nghe nói vậy có thấy một người bạn trai mình mà cái tập trung cao độ như vậy, theo em đó là tật xấu hay là một cái cá tính tốt? Dạ, theo em thì em thấy có cả hai khía cạnh luôn ạ. Em nghĩ là tập trung cho công việc hoặc là cho mục tiêu của bạn thì bạn cứ tập trung như vậy được vẫn tốt. Nhưng mà em nghĩ là được thì nên tiết chế bớt, chứ cũng không nên quá mức mà gọi là tập trung mà quên ăn, quên ngủ, quên tắm luôn ạ. Cưng, hỏi nè, em có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, từ trước đến giờ thì em có một mối tình cũng là thời sinh viên 4 năm. Và với em nó cũng là mối tình sâu đậm nhất. Sau đó em chia tay tới giờ được khoảng 5 rưỡi, gần 2 năm rồi. Coi như là các bạn đều có những cái mối tình đầu ha, nó đẹp ha. 4 năm, 6 năm. Ôi, nhắc mối tình đầu tự nhiên mình chợt nhớ là mối tình đầu của tôi, nhờ cây đàn buông tiếng xa xôi, ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu. Mối tình đầu giờ anh Nguyễn Linh còn nhớ mối tình của anh Nguyễn Linh là ai không? Dạ. Giờ vô cái chuyện khác đi, chuyện mới đi ha. Bên đàn gái, em muốn mối tình tiếp theo của em là một người như thế nào? Dạ, em thì chỉ cần kiểu cao hơn em một xíu mà được, thì nếu mà trên 1m7 thì càng tốt ạ. Dễ nhìn, em cũng thích một bạn nam biết hát. Với lại bạn kêu bạn cũng tốt về tiếng Anh, mà em trong năm nay em cũng đang có định hướng là mình sẽ học thêm về Anh ngữ, nên em thấy đó cũng là một lợi thế. Hợp lý quá. Nói bên đây cười. Đúng ý. Sạch sẽ, đẹp trai, 1m7 thì cũng được. Đôi khi chắc thiếu một phân gì đó. Tiếng Anh giỏi, giao tiếp tốt, ok. Em không thích cái điều gì ở cái người bạn trai? Em không thích những bạn hút thuốc hoặc là quá nghiện chơi game, kiểu ích kỷ hoặc là tính toán một xíu, thì những bạn nam như vậy thì em không thích thôi. Còn là em cũng khá dễ. Có hút thuốc không? Dạ, em không có hút thuốc, không có rượu bia, không. Có tính toán không? Không ạ. Rồi sao tính toán được, cuộc sống mà không tính toán sao được? Phải tính toán. Cho công việc thì em tính thôi, chứ người nhà em không có tính toán. Bên kia cũng đã đưa tiêu chí rồi, em đưa tiêu chí đi. Bạn gái em thế nào? Dạ thì em cũng cần một bạn gái biết thông cảm và chia sẻ lễ phép với người lớn. Cao thì khoảng 1m5 trở lên là được rồi. Đây cao 1m2, 1m3 gì vậy? Có gu ăn mặc cơm. Có gu, nhưng mà hơi gù được không? Nó nghe nó sợ rồi. Thằng nhỏ hoảng loạn luôn. Em có thích bạn gái có cái nét phẳng phúc của gái Hàn Quốc không? Dạ được ạ, quá tốt ạ. Gái Hàn Quốc là sữa không á? Em có cái mẫu hình nào mà trong showbiz không? Dạ, giống Miyu á. Vừa đa tài với lại cũng biết kinh doanh đó. Có nghĩa là em thích một cái người bạn gái vừa làm nghệ thuật vừa làm kinh doanh hả hay sao? Dạ vâng, đúng rồi. Ồ, vậy thì bên nhà gái tôi dư luôn rồi. Người ta làm MC nè. Người ta làm kinh doanh luôn nè. Thôi đừng. Rồi không, nên là nghệ thuật. Làm nghệ thuật là nghệ thuật, đừng kinh doanh. Những người làm nghệ thuật kinh doanh bao giờ cũng giàu. Ông đó. Em không thích điều gì ở cái người bạn gái? Em không thích phụ nữ hay càm ràm. Mời phụ nữ nào cũng càm ràm hết trơn á. Thôi nói vậy chứ thôi, giờ chỉ đòi hỏi gia đình đi ha. Nói chung là gia đình đi. Qua trao đổi thì thấy hai đứa nó cũng có đồng có cảm với nhau rồi đó. Được không chị? Mà... được không chị? Đó, có những cái chỗ mà nó chạm nhau đó. Giờ hỏi ý kiến gia đình đi. Dạ, ngày hôm nay em đi chung với mẹ em và dì của em ạ. Chào đại gia đình nhà gái. Dạ. Xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Yeah. Chào bên nhà trai và chào các khán giả trong trường quay.
cháu trai này thì thấy được. Thì cô cũng mong hai con bấm nút với nhau rồi dạ tìm vâng. hiểu với nhau rồi. Dạ vâng. À, mẹ bật đèn xanh rồi đó. Rồi, con trai đi với ai? Em có đi theo với em trai với em gái. Em chào anh Quỳnh Linh và chị Hồng Vân. Em là em trai ruột của anh Long. Qua người có nói chuyện á, thì em thấy hai người rất ư là bù trừ được nhau, rất là tốt để mà có thể quen với nhau. Anh Long á thì rất là tốt bụng, chỉ là hơi nhút nhát một chút thôi. Còn chị gái đây thì rất là biết cách nói chuyện. Em nghĩ là hai người nên tạo cho mình một cái cơ hội. Rồi, cảm ơn em. Yeah, mở rào. Anh cũng tặng em hoa với lại sô-cô-la. Hoa này là hoa hồng sáp, tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu. Còn thanh công an này chúc em luôn ngọt ngào như thanh sô-cô-la. Dạ, cảm ơn anh ạ. Em cũng có một món quà gửi tặng anh, đó là một cuốn sách ạ. Cảm ơn em. Em thấy anh có giống như hình mẫu lý tưởng mà em hay suy nghĩ trước khi gặp không? Không biết sao nhưng trong đầu em thì em suy nghĩ ra anh là kiểu hơi cao cao gầy gầy hoặc là sao đó, nhưng mà nói chung anh vẫn kiểu vừa người tròn tròn, vẫn dễ thương ạ. Thì đến đây là anh cũng giảm được 10kg rồi đó, anh mới tới đó. Chứ trước anh cũng mập lắm. Chắc có em chắc anh thêm động lực thêm 5kg nữa chắc được. Em tưởng là em giảm cách nào hay gì? Dạ, em tập gym chị ơi. Em chỉ cho chị Vân đi. Nè, cái người đó cũng cần phải giảm đó. Em cho anh hỏi về sở thích đi. Em thích đi đâu hay là thường em rảnh rỗi em hay làm gì? Em cũng kiểu có sở thích đi hay đi đây đó thôi, chứ cũng không hẳn là đi du lịch. Thì ít nhất thường một năm em sẽ đi du lịch, nếu mà không xa thì sẽ đi gần khoảng ít nhất là một lần. Vậy thì anh có thích đi du lịch không? Và có thể sau này nếu mà hai đứa tìm hiểu thì anh có thể đi cùng em không? Một năm đi một lần thì ít đó em. Thường nhà anh một năm chắc cũng phải đi hai lần. Bây giờ quan trọng hai đứa xa hơn chút xíu đi. Rồi sắp tới, ví dụ mình quen nhau, mình hiểu nhau, rồi khoảng bao lâu mình có thể đến với nhau được? Thì anh năm nay cũng 29 rồi. Thì anh khoen, anh nghĩ chắc 30 là đẹp. Thì anh khoảng một năm thì mình tìm hiểu nhau. Nếu mà được thì mình có thể đi đến chuyện hôn nhân. Còn em nghĩ sao? Em nghĩ là gặp một người mà em thấy phù hợp thì thời điểm đó là phù hợp, chứ không quan trọng tuổi tác ạ. Ok. Em có ngại làm dâu không? Anh là con trai trưởng cho nên làm dâu có thể là sẽ phải làm. Mẹ anh thì kêu là không cần, nhưng mà anh thì anh nghĩ là khi mà về già thì ai người lớn tuổi thì sao cũng phải cần. Mình cũng không cần ít cũng cần nhiều, cho nên cái việc làm dâu là cũng phải chuẩn bị sẵn tinh thần. Thật ra ví dụ như là anh muốn ở, nhưng mà ngoài anh có các em nữa, ví dụ như là các em anh thích ở hơn thì anh để cho các em anh ở cũng được. Anh luôn đặt anh là người sẽ phải làm cái việc đó, chứ anh không có đẩy bố mẹ anh. À, cái này em đang nói là kiểu san sẻ trách nhiệm chứ không là đẩy. Đúng là san sẻ thì mình vẫn san sẻ, mấy đứa em anh vẫn san sẻ với thì anh. Nếu em nhưng mà cũng cái là người mà con trưởng xong rồi mẹ em thì ở một mình thôi, xong mẹ em cũng muốn em ở chung với mẹ em á. Em là còn mẹ thôi à, hay sao? Dạ, bố mẹ em thì hiện tại ly dị rồi và bố em ở riêng, còn em hiện tại đang ở với mẹ. Bên muốn ở rể, bên muốn làm dâu đó. Mình có thể tính sau, có nghĩa là khi mà mình về chung rồi mình sẽ bàn bạc với nhau. Em là con gái một hả hay sao? Dạ, em là con đầu xong còn một em trai nữa. À, vậy thì yên tâm, em trai thì nó cũng phải có trách nhiệm với mẹ. Cái dạ, chuyện đó là rồi. Đương nhiên rồi. Em hỏi vậy thôi, chứ còn em thì không ngại vấn đề làm dâu. Thì em thấy làm dâu mà mẹ mà kiểu thoải mái thì đúng thật là kiểu mẹ chồng còn giúp mình nhiều lắm. Rồi, thôi chuyện đó mình bàn sau đi. Vâng ạ. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Vâng. Bây giờ em tiến tới nắm tay cô gái ấy, hát tặng một bài hát nào đó, cảm giác như thế nào, đông đầy hay không? Khi gặp em từ giây phút đầu, anh đã tin mình sẽ mãi của nhau. Dẫu khó khăn cũng có sẵn bước trên đường xa, sẽ càng yêu và yêu thiết tha. Nép vào anh hoàn hôn nắng chiều, anh gọi tên cảm giác đó là yêu. Những phút bên cạnh nhau
ước muốn cho ngày sau sẽ được yêu và yêu rất lâu. Cảm ơn anh, anh hát bài. Bạn gái đáp lại. Em hát một bài cũng khá là nhẹ nhàng rồi. Em sẽ hát một bài hát vui tươi hơn một xíu ạ. Đường nào vào thiên đàn ái ân là đường vào nhịp thở lần lần. Mùa xuân đang đi trong lời yêu mới, có hoa vàng phụ đơn mon gót chân mềm. Lạt vào vườn xuân tình ngất ngây, thả hồn vào cơn gió mê say. Cành hoa tươi trôn sâu cành xa vun, để muôn đời mình còn được yêu nhé anh. Yêu mới biết quên thời gian, khi biết yêu hoa sẽ mãi không phải tàn. Đừng nghe chim ru tai tìm hư ảo, không tình nào say đắm hơn em đâu. Tỏ tình một cái là vô thiên đường ái ân liền luôn. Mỗi đó. Người sẽ có 30 giây để nói với nhau những cái gì mình đang suy nghĩ trong lòng. Đôi khi là cuộc sống thì có những cái ngã rẽ, chúng ta phải biết lựa chọn. Thì anh mong em là sẽ cho nhau một cơ hội để có thể bước tiếp. Tất cả những gì cô gái trả lời sẽ bằng nút bấm 3 2 1. Hết thời gian. Cặp đôi này là khá đồng cảm với nhau các bạn. Gần như là 90% các bạn có những điều rất hợp với nhau. Chúc mừng ha. Vân thấy cái cặp này các bạn mà đồng sàng đồng mộng tới cái mức mà có một cái vấn đề mà các bạn sẽ phải tế nhị để mà khi mà mình gặp nhau để mình bàn bạc, bởi vì làm hai dâu. Bạn này đều là những người có hiếu. Bây giờ xin phép được hôn, nụ hôn đầu tiên trên gò má của bạn gái mình. Dạ, con xin phép bác cho con. Chúc mừng các bạn. Chúc mừng các bạn. Tôi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity, trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được 1 năm sử dụng miễn phí nhãn hàng Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Mỗi bạn nhận được một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm tại tất cả các hệ thống Yakio trên toàn quốc. Yakio là thương hiệu điện gia dụng cho mọi nhà. Trời, trời sinh một cặp rồi chết rồi, thấy chưa? Dễ thương. Trời đất ơi, con nhà ai mà dễ thương dữ. Mình thích điều gì nhất trên gương mặt của cô ấy và yêu điều gì nhất ở cô gái đối diện của mình? Nói đi. Thích hết luôn rồi sao? Thích hết luôn rồi sao? Nhìn mới nói. Thích hết. Anh thấy là nói chung là ánh mắt là cửa sổ tâm hồn. Nên nói chung là anh nhìn thấy mắt em là anh thích liền rồi. Dạ anh biết tại sao mắt em đẹp không? Tại đen mắt em đang có hình bóng của anh. Tại đen mắt em đang có hình bóng của anh. Trời ơi, thôi chết rồi. Wow. Dễ thương quá. Bạn giới thiệu về mình đi. Dạ em xin chào cô chú Quyền Linh, cô Hồng Vân và tất cả các vị khán giả đang xem chương trình ngày hôm nay. Em tên là Phạm Ánh Xuân, hiện tại em 20 tuổi. Em sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Trẻ quá rồi, trẻ luôn, 20 à. Tuổi hả? Cưng làm gì? Dạ, em làm bên lĩnh vực kinh doanh thời trang thiết kế. Mời em trai. Dạ, em chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân và chào bạn nữ bên kia cùng toàn thể quý vị khán giả trong trường quay. Em tên là Nguyễn Thanh Long, hiện tại đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, quận 8. Quê của em là ở An Giang, năm nay em 24 tuổi. Hiện tại thì em đang kinh doanh cửa hàng điện nước. Bây giờ cái ưu điểm của bạn là gì? Dạ, ưu điểm của em là em khá tự tin nè, sôi nổi nè, năng động nữa. Rồi còn có khuyết điểm không? Dạ cũng có khuyết điểm là em hơi kén ăn, ăn hơi ít một chút. Vậy ha, trời ơi, phải chi mà cho tôi cái khuyết điểm đó. Em có biết cái gì ngoài cái thiết kế thời trang không? Chẳng hạn như em cũng biết vẽ nè, biết vẽ chân dung nè, biết vẽ thiết kế, cũng biết theo chút. Thế rồi rất là thích thơ ca. Đàn thì em có biết đàn guitar nhưng mà đàn chút. Ừ, cái gì em biết chút đúng dạ, không? Dạ đúng rồi, chút. Em trai, ưu khuyết điểm của em là gì? Biết hát, nhiệt tình với lại là siêng năng chịu khó. Chà, ưu điểm nó được ghê ha. Khuyết điểm là dễ tin người. Em mở cửa hàng điện nước đó thì hay có mấy cái bạn mà lại chào hàng đó hay bị lừa mấy gì đó.
đi lừa. Vậy đó hả? Nhưng mà thường là bạn nữ đến chào hàng hay là bạn nam chào hàng cưng? Dạ bạn nam ạ. Vậy mà cũng bị lừa nó hả? Không phải, vậy là coi là giới tính. Vậy không tin tin người thôi. Em có mấy mối tình rồi? Trước thì có hai mối tình. Một mối tình là quen nhau uống cà phê xong rồi không biết sao chia tay nữa. Trời đất ơi. Vậy cũng gọi là mối tình hả? Dạ. Tình thứ hai thì mới cách đây khoảng 2 năm quen nhau xong rồi bạn đó rủ nhau đi cà phê, nhưng mà cà phê là phải chỗ nào đó mà nhìn được máy bay á, Có nghĩa là sân thượng á, mình nhìn lên mình thấy máy bay á thì bạn đó mới chịu chịu đi. Cứ đi chỗ khác là không chịu, cho nên em cũng cho bay luôn. Trời ơi. Tức là nếu mà ngắm máy bay là thường phải lên những cái tầng sân thượng đúng rất rồi. Là đắt đỏ đúng không? Một dạ, đúng ly rồi. Cà phê bằng mười mấy 20 ly cà phê dưới đất. Dạ đúng rồi. Khổ tâm đúng không nè? Khổ quá. Còn sao? Còn bạn nữ thì sao? Dạ chưa trải qua mối tình nào hết ạ. Lý do? Lý do là họ em với mẹ em á có một cái sở thích đó là khoái coi tin tức thời sự. Nên là cảm thấy là hơi sợ hãi nên muốn cũng tin tưởng với chương trình nên mới đăng ký tham gia. Trời ơi đáng yêu quá vậy. Có nghĩa là vậy nè, tự không tự tin mình tự đi tìm tình yêu cho con mà hoàn toàn tin tưởng tuyệt đối vào chương trình bạn muốn hẹn hò. Đó trời ơi, hay quá, cảm ơn bạn. Nói nghe nè, bên đàn trai đừng có làm cho tụi tôi bị ảnh hưởng nghe chưa. Người ta tin tưởng lắm, người ta lên đây để người ta tìm kiếm nghe chưa. Cho nên nếu mà lỡ mà có mà đến được với nhau thì phải hết sức là nghiêm túc và hết sức là chung thủy nghe chưa. Dạ em rất là nghiêm túc. Ừ. Nói nghe nè, đẹp trai lắm thiệt luôn á. Trời đàn trai ngon lành à, bên đây đẹp gái cũng thích. Dạ. Ra đây nè, ra đây thiệt, nói thiệt. Có đàn gái đúng không? Thiệt, ra đây. Trời trời, sinh một cặp rồi. Dạ. Chết rồi, thấy chưa. Dễ thương. Trời đất ơi, con nhà ai mà dễ thương dữ vậy trời. Trời ơi, cháu vàng 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 chạch vậy đó. Con nhà ai mà xinh đẹp dữ vậy trời. Đó. Rồi bên đây á, nói chung là hôm nay là tiên đồng ngọc nữ, tiên đồng ngọc nữ luôn, khẳng định luôn. À, con còn rất trẻ, mới 20 tuổi à. Con có định khi nào con kết hôn không? Dạ, cũng không có quyết định khi nào mình kết hôn, nhưng mà cảm thấy hợp là mình cứ tiến tới thôi ạ. À, dạ. Dạ. Biết đâu tụi con cưới sớm thì sao ha. Dạ. Nhưng mà phải suy nghĩ là đâu có nhất thiết là phải trước, đâu không phải tính toán là... trước ừ. Một tương lai kế hoạch thì mới cưới, chứ không phải là đùng cái cưới là không có được. Đúng rồi. Không? Nói nghe nè, hình mẫu lý tưởng của con là ai? Ngày xưa cô là đeo nốt á, trong cái trên từng cái số á, cái phim đó lúc đó là chiếu lúc con chưa đẻ. Dạ con người đàn ông mà con thì con rất là thích Trấn Thành. Xuống hai cái nó xa quá vậy. Xa quá xa. Tức là bây giờ con thích một cái mẫu người bạn trai của con giống Trấn Thành. Dạ, để đúng coi rồi. Coi có miếng gì không. Này trấn nước. Trấn nước. Đẹp hơn Trấn Thành. Dạ. Cái điều mà con không thể chấp nhận được ở cái người bạn trai của con là cái gì? Có tính vũ phu, hơi là gia trưởng một chút và cũng keo kiệt quá. Đàn ông nào mà có ba cái tính nó chắc chết quá. Hỏi coi bên bển có không. Con sao con dạ không ạ. Con có vũ phu không? Dạ không. Có keo kiệt không? Dạ cái đó là rất thoải mái, không có keo kiệt. À, thoải mái phải không? Dạ. Có gia trưởng không? Dạ không, gia trưởng là con không có. Rồi yên tâm ha. Thích một người phụ nữ là vợ của mình á, tương lai của mình như thế nào? Dạ thì chắc là đẹp là thích thôi, nhưng mà đẹp giống ai? Đẹp giống ai? Ninh Dư Lan Ngọc à. Xinh giống luôn. Sao vậy mọi người có thấy không? Mọi người có thấy ngộ ngộ không? Trời ơi, vỗ tay đi. Sao kỳ vậy? Giống luôn. Dạ. Nhưng mà xinh hơn, trẻ hơn nữa. Dạ, vậy là quá tốt ạ. Quá tốt của trời. Cưng hình dung cái người bạn nữ của mình ở bên đây làm sao nè. Cao mà rung quá sao? Cao nhiêu nè? Da trắng không? Mắt bự không? Dạ, chắc cao tầm hơn 1m55 quá. Chắc cũng đẹp đó. Chứ bây giờ chú Quyền Linh với cô Dân nói chưa có chắc đâu nha. Dạ, tại vì con tin tưởng mà. Nghe rồi con thấy cũng được rồi đó. Không được. Sợ cái tính ghen của đàn bà không? Ghen thì chắc chắn ai cũng ghen, thậm chí bản thân con cũng ghen mà. Cho nên là bạn nó ghen nhưng mà mức độ thôi. Ví dụ như cái gì hợp lý thì ghen, còn cái gì mà không quá đáng thì đừng có ghen. Con có ghen dữ không con? Dạ con cũng ít ghen lắm, mà cũng chưa trải qua tình yêu bao giờ nên cũng không biết là mình ghen tới mức độ nào. Đúng rồi. Bữa nay là con vô mánh nha. Dạ, cô dạ. Nói nghiêm túc luôn, bữa nay là con vô mánh. Dạ. Bây giờ hỏi kiến người thân. Con đi với ai con? Dạ đi với mẹ. Rồi chào nhà gái. Chào MC Quyền Linh và MC Hồng Vân. Và chào tất cả các khán giả trong trường quay. Tôi là mẹ của cháu Xuân.
Tôi thấy em trai bên này cũng dễ thương, thấy thì cũng hiền, nhưng mà cô thấy thì hai con cứ cho nhau cơ hội để mình tìm hiểu hơn. Tại vì mình cũng còn trẻ nên thời gian mình cũng còn dài, cứ tìm hiểu. Rồi. 24 tuổi mà có được một tiệm riêng biệt về gọi là nước nha, điện nước ha. Là thấy là có ý chí và có nền tảng rồi đó, đúng không Linh? Hồi đó Hồng Vân 24 tuổi chưa biết gì luôn á, không có lo làm ăn gì, đi chơi. Đi chơi mới gặp ông đó. Nói chung là mình cũng không biết là mình phải cho con mình quen ở ngoài đó. Nhiều khi mình, nói chung hai mẹ con ở trong nhà suốt, cho nên không có tự tin ra ngoài cho bé kiếm bạn. Cho nên rất tin tưởng và rất thích cái chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, nên quyết định đăng ký. Và mọi hy vọng cũng như niềm tin là trao hết cho chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Áp lực quá. Có vẻ cũng hợp với Xuân. Tự Xuân thì ở nhà rất là hiền, nói chung là cũng ít nói, khuyết điểm cũng có nhiều lắm mà. Đặc biệt là không thích vào bếp, chỉ vào nấu những cái món mà Xuân thích thôi, chứ nấu cho gia đình ăn thì chắc không làm. Còn trẻ quá mà từ từ rồi cũng sẽ nấu thôi. Đúng rồi, cái tuổi 20 này là cái tuổi còn rất là nhỏ, cho nên là thôi mẹ không có khắt khe với em chuyện đó. Cậu con trai này á, cũng phải nói là rất là vượt khó. Một mình lên Sài Gòn lập nghiệp đúng không? Dạ đúng ạ. Lập nghiệp bao nhiêu năm rồi? Từ năm 18 tuổi thì lên Sài Gòn, thì nói chung là làm nhiều nghề lắm. Mình tự làm xong rồi học nghề, xong rồi bây giờ là mở ra một cái tiệm riêng để mình làm. Đó, thấy chưa? Rất là bản lĩnh luôn. Rất là bản lĩnh. Để có thể đủ để có bản lĩnh để che chở cho cô gái 20 tuổi. Linh nghĩ là như vậy. Đúng rồi. Thế còn hôm nay em đi với ai? Con đi với ba mẹ, với cậu, với bạn ạ. Thôi cũng có gia đình luôn. Có ba mẹ đi luôn. Ba mẹ chào cô chú luôn. Trời ơi, chào ba mẹ của đàn trai ạ. Dạ, tôi mẹ của thằng Long. Cô thấy cái bạn này như thế nào? Cũng được, do hai đứa đi chứ thôi. Giờ thấy đây cũng được, mà không biết sao. Chú thấy sao chú? Nói chung thì con chịu đâu rồi, chú chịu đó. Thì nói như chị bên kia thì thấy cháu bên đây cũng được, thì tôi cũng chấp nhận, hai đứa nó hiểu ý đi rồi cưới luôn. Trời ơi, đó, hôm nay là hai gia đình gặp nhau rồi, nó yên tâm rồi. Cũng rất là ngại, ha, đàn gái ha. Cảm ơn hai đàn trai đàn gái nha. Kéo nào. Long ơi, Long quay mặt qua đây nào. Không gian này là của hai đứa đó. Xin chào. Đó, Ninh Dương Lan Ngọc của Long đó. Có thấy nét giống hay không nè? Hôm nay anh cảm ơn quà anh tặng. Em cũng cảm ơn quà tặng anh ạ. Em cảm ơn ạ. Hai đứa đứng sát với nhau ơi. Hai đứa đứng sát nhau cho hai bên đàn trai đàn gái nhìn mặt coi. Trời nhìn ơi. Thấy hai đứa nó hợp không vậy ta? Trời ơi, nó xứng đôi dễ sợ luôn á. Thiệt, tiên đồng ngọc nữ. Rồi. Nè, Long có thấy giống có cái nét của Ninh Dương Lan Ngọc không? Dạ có. Có đúng không? Dạ. Cái này mà make up đúng cái người stylist của Ninh Dương Lan Ngọc là đúng luôn cái khuôn mặt đó luôn á. Con ở hiền gặp lành đó, dạ. Cầu được ước thấy. Dạ. Cái tính em cũng giống Ninh Dương Lan Ngọc lắm. Em cũng rất là thích chị Ninh Dương Lan Ngọc nữa. À, anh thì rất thích. Còn con có thấy anh giống Trấn Thành không? Thấy đẹp trai hơn đúng dạ, không? Chắc đẹp trai hơn Trấn Thành ạ. Thấy chưa? Em cảm nhận về anh như thế nào? Dạ, thì sau bao nhiêu ngày chờ đợi thì em cũng không thất vọng lắm. Em cảm thấy anh rất là ok, 24 tuổi mà lập nghiệp là rất là chắc là giỏi giang. Anh cảm nhận thấy em như thế nào ạ? Anh thấy em xinh đấy, dễ thương. Dạ. Chắc là đúng như những gì mà anh muốn rồi đó. Thì chương trình chọn đúng người. Vậy thì hồi nữa hai anh em mình có nhau một cơ hội để lấy nữa. Hai anh em mình đi ăn tối gì có thể tìm hiểu nhau hơn nhé. Đúng rồi. Anh thì chắc chắn rồi, anh thì gặp em là anh muốn bấm nút liền rồi. Thì chỉ cần em bấm nút đưa thôi là được. Bình tĩnh đi mấy đứa. Dạ, em cũng có 4 con thơ về quan điểm tình yêu của em. Đó là thân em vừa trắng lại vừa tròn, bảy nổi ba chìm với nước non, rắn nát mặc dầu tay kẻ nặng mà em vẫn giữ tấm lòng son. Em rất là muốn một tình yêu chung thủy, chia sẻ cũng như là quan tâm đến nhau. Anh thì chắc chắn là sẽ chung thủy rồi, cho nên là em không cần phải lo về cái chuyện chung thủy. Quan niệm tình yêu của anh là? Quan niệm tình yêu của anh thì chung thủy, không lừa dối. Đúng rồi. Mình nên thật lòng với nhau ngay từ những lần đầu tiên. Đúng rồi. Thì hôm nay thì tới chương trình thì anh cũng có một bài hát muốn tặng cho em.
Dạ. Đứng lên, đứng dạ. Đứng con cho có cục hơi, đúng không? Nhìn ngồi nhau mà hát hả? À? Hai đứa nhìn nhau mà hát. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Dù mai mưa nắng, anh sẽ luôn là người dẫn lối, buồn vui gian khó đã có anh ở đây sẽ chia. Chẳng cần em phải lo lắng hay bận tâm điều gì, và giờ hãy hứa trọn đời yêu anh nhé em. Trời ơi, vậy bây giờ em hát tặng anh đi. Em không biết hát được. Chưa gì mà nắm tay như lúc làm như gần nãy giờ chưa cho luôn, chưa nắm chặt luôn vậy đó. Chắc này chắc tôi với Hồng Vân bấm nút nữa quá. Bây giờ mình thích điều gì nhất trên gương mặt của cô ấy và yêu điều gì nhất ở cô gái đối diện của mình? À, nói thích, đi. Thích hết luôn rồi sao? Nhìn, thích hết luôn rồi sao? Nhìn bên nó. Thích hết. Anh thấy là nói chung là ánh mắt là cửa sổ tâm hồn. Thế nói chung là anh nhìn thấy mắt em là anh thích liền rồi. Vậy anh biết tại sao mắt em đẹp không? Tại đen mắt em đang có hình bóng của anh. Tại đen mắt em đang có hình bóng của anh. Trời ơi, thôi chết rồi. Tiếp tục, Vân ơi, ngồi vô. Rồi nói nghe nè, bây giờ có bạn gái xinh vậy á, có ghen không? Dạ, phải giữ chứ, phải ghen ạ. À. Phải ghen, rồi bây giờ bạn trai, đẹp trai, giỏi giang vậy rồi có ghen không? Vậy chắc cũng có. Nhưng mà em tin anh đi, có gì đâu ghen. Tin dạ. Anh là được à? Dạ, chắc là đặt niềm tin vào anh ấy. Đặt niềm tin hoàn toàn vào anh ấy, đúng không? Thích trai gái gì rồi nói nhau nghe đi. Thích mấy đứa con? Em nghĩ là hai đứa là đủ, em nghĩ hai đứa là đủ. Đúng rồi, anh cũng nghĩ vậy. Giờ nói cái gì đúng mờ hết trơn. Nói nghe nè, ví dụ như lấy thì một năm nữa là tính lấy đúng không? Tính làm đám cưới. Đã chuẩn bị có nhà chưa? Có xe chưa? Dạ chưa, chắc sắp tới sẽ cố gắng mua nhà. Rồi giờ con sao? Ví dụ giờ hai đứa có chịu ở nhà thuê không? Dạ thì nếu mà anh ấy muốn ở riêng thì mình có thể ở nhà thuê. Còn mẹ có sẵn một ngôi nhà, nếu mà anh ấy muốn ở nhà của mẹ hay là muốn tách riêng cũng một ok hết. Ở rể đó con. Về là chỉ có hai mẹ con thôi đúng không? Dạ, mình nhà có hai mẹ con đó thôi. Thì con có thấy là nếu mà mình làm một bờ vai vững chắc cho mẹ và em thì con có đồng ý không, hay là con chỉ muốn ở riêng thôi? Dạ nghĩa là làm rể đó, gì ở rể con chịu. Dạ dạ được, nhưng mà ở rể ở đây thì được, tại vì con làm việc mọi thứ đều ở Sài Gòn này hết, cho nên là ví dụ như về quê thì chắc ở rể là không được. Bây giờ hứa với mẹ tương lai đó, nếu mà tụi con yêu thương nhau tụi con sẽ chăm sóc như thế nào, hứa với mẹ đi. Dạ con chào bác. Nếu mà tụi con quen nhau mà tiến đến hôn nhân thì con hứa là con sẽ chăm sóc em một cách tốt nhất, yêu thương và chung thủy. Dạ. Con gái nói gì với gia đình đàn đúng trai rồi đi. Con dạ con chào hai bác ạ. Con cảm ơn hai bác đã sinh ra một anh chàng rất là tuyệt vời như thế này ạ. Nếu mà có duyên để làm con dâu hai bác á, thì con cũng sẽ rất là cố gắng yêu thương, cũng như là coi hai bác giống như là ba mẹ ruột của con ạ. Hay quá. Bây giờ Vân để tay vô nút bấm Vân. Bây giờ để 1, 2, 3, hai đứa hôn nhau nha. Là bên đây hai người bấm nút luôn nha. Dạ. Chuẩn bị 3, 2, 1, bấm. Trời ơi, thật sự mà nói thì Quỳnh Linh không nghĩ hai đứa lại có cảm xúc nhanh đến như thế. Hình như đây là một trong tiếng sét, gọi là tiếng sét ái tình ha. Thần tình yêu đã xuất hiện rồi, gần như là hai đứa đã gặp nhau từ lúc nào rồi đó. Nhìn ánh mắt hai đứa chúng ta thấy được cái tình yêu trọn vẹn nằm trong đó. Và hy vọng chúng ta hãy nuôi dưỡng cái tình yêu ấy, nuôi dưỡng cái yêu thương ấy, để cho nó đông đầy cái cảm xúc, đông đầy cái sự yêu thương, và chúng ta sẽ tiến hành đến cái chuyện hôn nhân nhá. Hôm nay có hai bên gia đình rồi, chúng ta chứng kiến tất cả mọi thứ, thì mong rằng hai gia đình sẽ cùng nhau hỗ trợ để tình yêu của mấy đứa nhỏ nó đẹp, thiệt là đẹp nha. Rồi hai đứa bạn trời nắm tay không hề, nó không rời mà nó bóp cái tay mà nó không rời luôn, nó bầm tay nhỏ luôn á. Coi chừng là nó đông máu luôn đó con. Chúc hai đứa sớm tìm hạnh phúc của mình nha. Rồi chúc mừng. Rồi chúc mừng tụi con. Như vậy là ngày hôm nay chúng ta đã có niềm vui đầu tiên thưa quý vị, một cặp đôi rất là đẹp, và cầu chúc hạnh phúc, bình an và thành công sẽ đến với những đôi trẻ như thế.